Lâu rồi không gặp ha các bạn. Đầu tiên năm mới Kỷ Hợi, Semi và Master Nam xin gửi một lời chào đầy trân trọng đến các bạn bốn phương, các anh chị thân xa đã ủng hộ và đã theo dõi Semi trong những cái năm vừa qua. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc các anh chị năm mới phát tài. Những người nào đang ở trên cái dẫn hàng thành công thì sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa. Những cái bạn nào, các anh chị nào, các cô chú bác nào hiện đang sắp tới phải đối mặt với những cái vận xấu ở trong cuộc đời của mình thì cũng có thể vượt qua và trở nên tốt hơn trong năm Kỷ Hợi này ha. Và thứ hai là Semi và Master Nam xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các cô chú đã đến với Semi, tin tưởng và đã được Semi tư vấn gần cả mấy ngàn người. Như vậy thì bản thân mình cũng rất là vui. Trong những năm vừa qua và những ngày vừa qua thì thật sự là rất vui vì nhận được rất nhiều lời chúc của các anh chị trên khắp thế giới luôn, chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam mình. Đó, Peru cũng có các bạn, Ai Cập cũng có. Đó, nên cũng rất là vui và tự hào trong những năm vừa qua mình đã có một cái đóng góp đến cái vận mệnh của con người một cách rất là tích cực. Đó, thì các bạn có thể theo dõi. Có một số anh chị thì có, tại vì do lượng quá nhiều đi thì không có nói các anh chị có thể để lại cảm nhận được, cho nên các bạn muốn xem cảm nhận có thể vào cái fanpage của Senmi. Đó, vào cái fanpage của Senmi ở trên này là địa chỉ đó, để mà vào và để mà xem. Và có cái bài viết là một số anh chị được hướng dẫn là để lại cái lời cảm nhận của mình đối với Senmi ở ngay trên cái bài post này đó, thì các bạn cứ vào đây mà xem. Thì có đầy đủ hết, là người thật việc thật hết luôn đó các bạn, chứ không phải là giả đâu. Nó là người thật việc thật hết, bốn phương luôn, các nước trên thế giới luôn, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam ha. Cho nên các bạn có thể vào đó để mà xem được những cái thành quả mà Jimmy cũng đã đạt được, và những cái là chia sẻ thực sự về những câu chuyện có thật, có những người được cứu mạng luôn các bạn, được cứu mạng khi thỉnh đồ từ Jimmy luôn. Thì mình nghe như vậy mình rất là vui, thật sự luôn các bạn, thật sự khi mà cứu được một mạng người các bạn rất là vui. Phải nói là lúc đó là tôi muốn khóc á, mà nghĩ nó rất là kỳ diệu đó. Thì các bạn cứ vào đó mà xem ha, sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện tâm linh liên quan đến Jimmy và với các vị thân chủ đã từng tư vấn ở Jimmy đó. Và đây là cái camera mà tôi đang quay livestream, và kế bên này là cái iMac để mà chúng tôi xem cái bình luận của các bạn về cái livestream hiện tại như thế nào. Thì tôi sẽ xem ở trên đây đó. Thì xin chào các bạn, tôi biết có rất nhiều fan cuồng các bạn, thậm chí đổi luôn avatar và profile qua hình tôi luôn, và xin phép là tôi nó muốn thích để thì để thôi, nhưng mà cũng không nên, nên để hình vợ hình chồng mình lên thì hay hơn. Mất công như là ha, vợ mà để hình tôi lên mất công lại thấy tôi tưởng tình nhân nó đi đánh ghen tôi mệt lắm nha. Nên các bạn hâm mộ thì hâm mộ, nhưng mà đến có một mức độ nào đó thôi, chứ các bạn được á để lên profile rồi profile hình nền điện thoại đây nọ mất công lắm. Để hình thần hoàng thần tài á nó hay hơn đó, hoặc để tâm chú của hoàng thần tài thì nó hay hơn ha. Như lại hình tôi thì nó hơi nhiều khi nó hơi nặng ký một chút xíu, nhiều khi để nó tốn dung lượng các bạn thôi, không có gì hết. Xin chào các bạn, có một số bạn chúc Tết rồi, bởi giờ chúc Tết nhiều quá rồi đọc mệt nghỉ luôn các bạn, nhưng mà rất là vui nha các bạn. Nghĩ một ngày mà mình có gần cả ngàn cái lời chúc như vậy thì không có gì vui bằng. Mình rất là vui, phải nói như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, các anh chị, các chú bác, cô chú đã gần xa đã quan tâm rất là nhiều. Rồi ha, để cho cái ý livestream này nó vui hơn á, thì từ cái livestream này trở đi á, các bạn nên tương tác bằng cách là like, rồi các bạn share, chia sẻ nó lên cái Facebook của các bạn đó, và bình luận ở dưới sao cho nó tích cực nhất, nghĩa là bình luận được càng nhiều thì càng tốt. Để chi à? Để mà sau những livestream này thì tôi sẽ xem bạn nào mà tích cực nhất đó. Và các bạn hãy để lại cái mã số bát tự của các bạn, các bạn lên trang xem bát tự.com, đọc trên cái hướng dẫn tiêu đề
cái mô tả của livestream đó, các bạn sẽ thấy được cái hướng dẫn để mà cái cách để mà lấy cái lá số bát tự. Và các bạn bình luận ở bên dưới, các bạn bình luận xong thì các bạn để cái mã số bát tự của mình kế bên đó. Ví dụ là nè, ồ thầy đẹp trai quá, chẳng hạn vậy. Đó, thì bắt đầu các bạn để cái mã số bát tự của mình kế bên. Đó, hoặc là thầy mập quá, cũng để mã số bát tự kế bên luôn để tôi khỏi coi. Nó giỡn thôi chứ mình cầm bình luận cái gì thì mình cứ để mã số bát tự của mình kế bên cuối câu như vậy thì tôi sẽ biết, và khi cần thì tôi sẽ coi lại liền ngay lập tức để mà xem miễn phí cho một hoặc là hai ba bạn gì đó ở mỗi cuối cái livestream. Đó, riêng livestream này là livestream mở đầu cho nên nó mang cái tính coi như là kế thừa cho livestream kế tiếp. Có nghĩa là những bạn nào mà bình luận ở dưới đây tích cực như nãy giờ tôi nói thì qua livestream kế tiếp xem tuổi thì tôi sẽ xem cho những bạn nào mà bình luận tích cực của ngày hôm nay. Và cứ như vậy gối đầu như vậy cho tới livestream cuối cùng. Do đó là hãy cố gắng bình luận thật là nhộn nhịp, xâm tụ và hỏi những câu có liên quan để mà có thể được xem chi tiết ha về bát tự của mình ở trong năm Kỷ Hợi này. Thưa các bạn, thì cái chuỗi livestream này á thì nó sẽ bao gồm cái gì? Cái chuỗi livestream này nó sẽ bao gồm là thứ nhất là coi video này sẽ nói về cái vận hạn chung của năm Kỷ Hợi, có nghĩa là mình sẽ nhìn thấy một bức tranh chung của năm Kỷ Hợi này như thế nào, về kinh tế, về chính trị, về cái ngũ hành của cái năm này, ngũ hành vượng suy của cái năm này, và từ đó chúng ta biết được là chúng ta cái độ may mắn của chúng ta như thế nào. Rồi những cái livestream tiếp sẽ nói về sự cái vận mệnh của 12 con giáp, vận hạn 12 con giáp ở trong năm Kỷ Hợi này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nó thay đổi như thế nào qua năm Kỷ Hợi 2019 này ha. Đó, thì do cái lý do tại sao lại xem tuổi không, 12 con giáp không, mà không xem đến 60 hoa giáp tý, hoặc là xem kỹ về ngày giờ sáng năm sinh của từng bạn. Bởi vì các bạn biết không, là một ngày vậy các bạn, nó thiệt luôn, tới bây giờ luôn trên mình có những anh chị là giờ này năm ngoái đã inbox, đã liên hệ, gọi điện đủ thứ luôn để mà được xem, nhưng mà tới bây giờ ngày này năm trước luôn vẫn chưa được xem. Lý do bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là không có hợp duyên, nghĩa là cái bát tự của họ đó chấm ra nó không hợp duyên với thầy. Dù họ rất là mong cầu nhưng mà có những cái quy tắc âm điểm quá thì Jamie không có xem. Đó, khác với những chỗ khác, là ai cũng xem, nhưng mà Jamie thì ngược lại, do có nghề thật các bạn, cho nên á tôi tính trước được những cái mà nó sẽ xảy ra khi mà xem cho người đó. Thứ nhất là tôi có bệnh hay không. Đó, thứ hai nữa là khi mà người đó nhận được cái vật thỉnh á thì họ có tác dụng có mạnh với họ hay không. Vì khi mà chứng duyên như thầy thuốc, dù thầy thuốc giỏi mà nó không hợp, cái tay bốc thuốc đó các bạn, chữa cho người này được nhưng bốc thuốc cho người kia họ không có được, là do họ không có hợp duyên với nhau. Do đó có một số người á tôi động lòng tôi chấm cho, tôi thấy tội nghiệp quá, khổ quá, thì tôi chấm cho đến khi thỉnh đồ tôi cho bớt, nhiều khi 50% hoặc là giảm giá luôn, hoặc là cho free luôn các bạn, họ khổ quá. Nhưng mà ngay cả đến khi như vậy mà họ nhận cái món đồ họ cũng khó khăn, là do cái bên vận chuyển họ không biết sao, họ cứ gửi đi xong lại trả về như vậy, và 50 lần như vậy họ mới nhận được. Đó, thì nó xảy ra nhiều cái mà nó rất là tâm linh, nghĩa là mình dù có thuốc rồi nhưng mà uống không được, hoặc là dùng cũng không xong, nó là như vậy đó. Chính vì vậy ngay từ đầu tôi có một cái bộ lọc để tôi lọc hết nhân duyên như vậy. Nhưng mà cái tình cảm của họ dành cho mình chẳng lẽ mình bỏ các bạn, chẳng lẽ mình không đối thoại, đâu có được, đúng không? Con người sống có tình có nghĩa, huống chi mình là một thầy thuốc dày dần mền. Do đó thì có thể là sẽ không xem được trực tiếp cho họ về ngày giờ tháng năm sinh chi tiết, bởi vì xem ngày giờ tháng năm sinh thì nó mới chính xác. Nhưng mà do số lượng người quá nhiều và không có hợp duyên như vậy, và không tiếp cận được, thì tôi làm cái video này để cho tất cả mọi người có thể xem được và nhanh nhất có thể. Chứ nói 60 hoa giáp tý, 60 cái tuổi thì nó rất là lâu. Nói mà chấm về bát tự thì phải học duyên mới được. Do đó tôi làm video này để mà
tất cả mọi người có cái tuổi dù tuổi Tý, họ xem họ biết được cái hợi vận mệnh của họ như thế nào. Đó, tuổi Sửu biết được vận hạn của họ năm nay như thế nào. Tất nhiên cái độ bao phủ của nó thì như các bạn hiểu là nó chỉ tầm 25-30% thôi. Có nghĩa là ví dụ tôi nói cái vận hạn người tuổi Dần trong năm Kỷ Hợi thì 10 người tuổi Dần thì sẽ trúng được 3 người. Lý do tại sao các bạn? Vì trong cái bảng bát tự này các bạn nhìn đi, phải coi ngày giờ tháng năm sanh nó mới chính xác. Độ bao phủ của nó tầm 80-90% nha. Đó, nghĩa là 10 người thì hết 10 người có cái bát tự giống như vậy thì hết 9 người là gần giống nhau. À, gần giống nhau, cái vận mạng họ giống nhau như vậy đó các bạn. Do khác ba mẹ cho nên là họ bị chi phối khác đi thôi. Chứ nếu mà ba mẹ họ cùng chung bát tự mà họ cũng cùng chung bát tự, tôi chắc chắn rằng là cái vận mệnh của họ giống nhau đến 99% nha. Đó, cho nên á là các bạn thông cảm, do mình chỉ nói trong cái bảng bát tự này, mình chỉ nói nghĩa là bốn trụ, gọi là tứ trụ, là trụ giờ, trụ ngày, trụ tháng, trụ năm. Thì trong mỗi trụ nó chia thành thiên can địa chi, bốn trụ như vậy 2 × 4 là 8 chữ, gọi là bát tự đó. Do đó thì mình chỉ coi một chữ ở trong đó, một chữ trong 8 chữ, 7 chữ còn lại mình không có coi, bởi vì nhiều quá không coi hết. Do đó cái độ chính xác bao phủ của một cái địa chi này để mà đại diện cho một cái tập người cái tuổi đó thì nó sẽ chỉ chiếm khoảng 25-30% là cao nhất, nghĩa là 10 người sẽ trúng được 3 người. Nhưng mà như vậy có cần hơn không, đúng không? Có cần hơn không? Ít nhất những cái nào mà nó ảnh hưởng xấu đến cái tuổi của mình á thì mình xem, mình hiểu, mình biết để mà mình tránh được cái đó thì càng tốt thôi đó. Nếu còn mà muốn mà chính xác thực tế về cái vận mệnh của mình luôn thì phải đưa ngày giờ tháng năm sanh cho Zenmi, cho tôi, để mà tôi chấm ra cái lá số bát tự riêng của các bạn, nó ra biểu đồ vận hạn riêng của các bạn luôn. Và những cái người nào mà bình luận tốt ở dưới đây á thì rất có thể tôi sẽ làm cái biểu đồ đó tôi cho các bạn. Và cái biểu đồ đó trị giá trong gói tư vấn 1-1 của tôi đang hiện giờ đang là 20 triệu một người mới có được cái biểu đồ cả cuộc đời như vậy. Lên xuống như thế nào, biết thời vận, vận hạn như thế nào, khi nào thiên thời, khi nào coi như là nên tiến, khi nào nên lui, nó có đủ hết, nó hiện ra hết cho bạn. Đó, và phương pháp đối phó đó. Do đó cái đó mới là mà chính xác. Nhưng mà làm cái video này để mà thỏa cái lòng mong đợi của fan, thỏa cái sự yêu thích, cái sự mà lắng nghe, cái sự mà mong đợi của các bạn bốn phương và những người đã được xem tư vấn và cả những người đã chưa được tư vấn và quan tâm và yêu thích xem mình. Xin một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã rất là quan tâm. Cho nên là vì như vậy mà tôi sẽ cố gắng nha. Tôi cố gắng tôi làm cho hết được 12 tuổi thôi. Chứ không có hứa. Làm được tuổi nào trước thì tôi làm thôi. Chứ mà nói mà để mà hứa mà làm hết được 12 con này không biết có kịp hay không. Bởi vì qua mùng 8 là bắt đầu tôi bận, rất là bận và kín lịch cho hết cả cái năm nay luôn rồi đó. Do đó là bắt đầu mùng 8 trở vô là bắt đầu làm việc rất là cực lực, và những cái mảng khác, và còn xây cái tịnh viện nữa, có rất nhiều cái dự án đang chờ tôi đó. Cho nên để đáp ứng được cái sự yêu thích các bạn thì tôi cố gắng tôi làm những video này đó. Cho nên các bạn nào mà nè xem xong hoặc là anti fan già mà nói xem cái này không có chính xác này nọ, ủa đương nhiên tại vì tôi đã nói rất rõ ràng từ nãy giờ rồi, chỉ xem một cái địa chi thôi, và cái tuổi thì tất nhiên độ bao phủ chỉ có 30%. Cho nên nghe cho rõ nha, nghe cho rõ nè, đọc cho kỹ, mình làm cho thiệt là đúng, đừng vô mắng vốn tầm bậy, nó mang khẩu nghiệp nha các bạn, nhớ nha. Đó, cho nên á nãy giờ nói dài dòng như vậy sẽ có nhiều người nói tôi nói dài dòng nãy giờ, nhưng thực chất đó là mình rào trước đón sau để chi vậy, để cho những cái người mà nghe không có rõ, đọc không có kỹ, người ta nghe nhiều người ta cũng sẽ thấm thôi đó. Cho nên nếu bạn nào mà tôi sẽ để cái phút của video nói về cái vận hạn của năm nay và các tuổi ở giữa mỗi cái video, thì bạn nào cảm thấy tôi nói dài dòng nãy giờ trước giờ thì các bạn có thể tua lẹ đến cái phút đó để các bạn xem trực tiếp, nhưng mà những cái lời tôi nói không có bao giờ thừa đâu các bạn. Cho nên người nào mà xem tôi mà càng muốn tua nhanh thì người đó càng bị bất lợi. Bởi vì sẽ có những cái câu twist, những cái câu nó rất là nhỏ nhưng nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến vận mệnh của các bạn luôn. Ảnh hưởng đến cách các bạn nghe, hiểu về cái môn này. Đó. Đặc biệt là sắp tới là tôi sẽ nói về cái vận mệnh năm Kỷ Hợi, chung của năm Kỷ Hợi. Và cái bài này cực kỳ quan trọng để các bạn có thể hiểu được một bức tranh toàn cảnh cho tất cả 12 con giáp trong năm nay. Bởi vì đó là một bức tranh tổng thể giống như năm Mậu Tuất
tôi sẽ vẽ một bức tranh tổng thể trước để cho các bạn có thể chiêm nghiệm nó và đủ thời gian để hiểu, sau đó mới bắt đầu bước vào các tuổi, các tuổi một, chứ không như là những cái người khác nhào vào là nói ngay từng tuổi đó, mà mình sẽ đi một bức tranh chung tổng thể một cách dễ hiểu nhất bằng hình ảnh, chứ không dùng những cái thuật ngữ nó quá cao siêu, nó quá mà phức tạp như là những cái người khác. Mà tôi sẽ cố gắng mô tả bằng hình ảnh, bằng những cái ví dụ, từ ngữ dễ hiểu, để cho các cô chú, các cô chú mà lớn tuổi ấy, thì họ nghe họ cũng sẽ có thể hiểu được, hoặc là những người mà họ chưa biết gì thì họ cũng sẽ dễ hiểu được. Do đó những cái bạn nào mà cảm thấy mình quá cao siêu rồi, các bạn cũng không cần coi video này đâu, các bạn đi qua chỗ khác cũng được, tôi không quan tâm với các bạn ha. Và tôi dành cho những con người nào thực sự biết lắng nghe và biết học hỏi. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục ha. Rồi vào phần chính, đó là chúng ta sẽ xem cái tượng, cái hình tượng của năm Kỷ Hợi 2019 này là gì. Trước khi chúng ta đi sâu vào từng con giáp cho các livestream kế tiếp, cho nên cái video này nó cực kỳ quan trọng cho các bạn để theo dõi 12 cái video kế tiếp. Nên nếu bạn nào mà bỏ qua cái này thì các bạn sẽ rất là khó hiểu, hoặc là dễ đặt những câu hỏi nó lặp đi lặp lại trong khi các bạn không có xem kỹ video này. Cho nên nói các bạn hãy chia sẻ cho các bạn khác để hiểu rõ cái hình tượng của năm Kỷ Hợi này trước khi năm Kỷ Hợi này, trước khi xem những video khác. Rồi đó, đầu tiên các bạn, chúng ta sẽ ôn lại cái năm Mậu Tuất vừa rồi như thế nào ha. Đó, các bạn nào còn nhớ không? Bạn nào còn nhớ năm Mậu Tuất vừa rồi, bình luận nha, tương tác ở dưới đi, tương tác càng nhiều thì sẽ được coi như là xem cho những video kế tiếp đó, chứ mà lười lười là tôi bỏ nha các bạn. Đó rồi, rồi các bạn bình luận ở phía dưới đi. Đó, các bạn nhớ năm Mậu Tuất vừa rồi là cái hình tượng gì không, cái hình tượng chung của năm Mậu Tuất 2018 vừa rồi đó. Ôn lại bài nha, này nó rất là quan trọng, bởi vì học cái tôi là hình ảnh không các bạn, hình ảnh nó dễ vô đầu. Bởi vì ngày xưa chứ là các quốc gia nó dùng chữ tượng hình đầu tiên, hình ảnh là cái con người sẽ nghĩ tới đầu tiên khi nghĩ về bất cứ thứ gì. Rồi các bạn bình luận ở phía dưới đó, để các bạn thấy. Rồi các bạn, rồi được rồi, bình luận tới nói được rồi, ai muốn bình luận nó bình luận đi, cứ bình luận ha. Rồi 2018 là năm Mậu Tuất các bạn, thì Mậu nó là thổ, Tuất nó cũng là thổ, mà nó thuộc hai cái nó đều là dương thổ, thì nó bị một cái tượng á, là mình tưởng tượng mình mở cái cửa ra cái thì xung quanh là núi trùng trùng điệp điệp, thì các bạn có tưởng tượng là Mậu là cái núi, Tuất là thêm cái núi nữa, là hai cái núi đó, đơn giản vậy nha, đó là hai cái núi chắn ngang cửa các bạn vậy đó, núi đá khô vậy đó. Và có con chó nó ở lưng chừng núi, chó núi, đúng không? Đó là cái tượng của năm 2018. Và năm nay thì cái tượng của nó bắt đầu thay đổi một chút xíu, nó thay đổi một chút xíu. Các bạn có đoán được là hình tượng gì không? Ha? Con heo hả? Có nhiều bạn comment là con heo, hình tượng con heo. Đúng rồi, năm Kỷ Hợi này là hình tượng con heo rồi, đúng rồi. Mình đang hỏi cái bức tranh chung của nó để mình dự đoán á, chứ không phải mình nói là con heo không, đúng không? Con heo không có đâu ra gì đâu, mà mình phải vẽ ra một bức tranh về cái năm đó. Đó, bằng cái kiến thức của mình vẽ ra một bức tranh, để khi mình đưa một cái vật gì đó vào trong bức tranh đó, mình có thể biết được cái sự tương tác của nó với lại những thứ ở trong cái bức tranh tổng thể đó. Đó là cái cách học của tôi hồi xưa giờ. Đó, cách học của thầy tôi dạy luôn. Cái môn phái của tôi là học bằng hình ảnh không các bạn, không có từ ngữ cao siêu, mấy cái uyên áo như mà cái sách kia nó in đâu, mà là sự cảm nhận, feeling á. Bạn phải cảm nhận được những cái chữ đó luôn. Ví dụ nói về chữ canh, các bạn phải cảm nhận được nó. Nói về chữ màu, nó là cái gì đó. Cảm giác, cảm xúc, đụng chạm vào nó như thế nào luôn đó. Các bạn phải hiểu được nó. Nó mức như vậy thì các bạn sẽ luận đoán được dễ, rất là dễ dàng. Chứ chúng ta không chỉ đọc sơ sơ qua đó. Thậm chí đụng cái chữ màu, tôi biết cái cảm xúc của đụng nó như thế nào đó. Đụng cái chữ kỹ, các bạn sẽ cảm xúc nó như thế nào. Rồi, bây giờ bắt đầu giải đáp ha. Kỷ Hợi các bạn, phân tích từng chữ gồm có thiên can, địa chi. Thiên can của năm này là kỷ, địa chi là
là hợi nha. Thì trong ký, trong ký thiên can là địa chi, thì trong cái thiên can là kỷ, thì năm ngoái mậu là thổ, hành thổ là dương thổ, thì năm nay là tới kỷ. Kỷ nghĩa là kỷ thổ, là âm thổ. Dương thổ là đất núi, âm thổ là cái đất ở thấp, là đất đồng bằng, nhớ nha, đất đồng bằng à, hay gọi là đất ruộng, mà đúng hơn là đất đồng bằng. Và cái đất đó, đất đồng bằng này là cái đất mà không phải là nó bị nhiễm nước nhiều đâu, nhớ nha, không phải là đất bùn nha, mà nó là đất đồng bằng, đất mình đang đi ở ngoài đường á, gọi là đất đồng bằng, bằng phẳng không thấy núi, nó gọi là đất, cái đó gọi là âm thổ à. Rồi hợi à, hợi thì nó là trong ngũ hành thì nó là dương thủy à, nó là dương thủy, nhưng mà thực chất cái con hợi này á, bên trong nó còn có dương mộc nữa à. Dương thủy là gì các bạn? Dương thủy nó là cái một cái dòng sông, một cái con suối à, với cái lượng chảy tương đối, nó mạnh, tương đối mạnh à, à tương đối mạnh, đó là dương thủy à. Còn dương mộc, trong cái hợi nó có dương mộc luôn. Dương mộc là gì? Là cây cao bốn cả à, là một cái cây các bạn tưởng tượng, một cái cây đâm thẳng lên đó, giống cây bàn ấy, giống cây bàn hay cây tùng á, nó là đó gọi là dương mộc. Cho nên cái tượng mà năm kỷ hợi á các bạn hãy tưởng tượng như nè, nó chuyển giao từ năm mậu tuất qua tới năm kỷ hợi à, bắt đầu nha, tưởng tượng nha, một bộ phim nè, hai ngọn núi từ năm mậu tuất bỗng nhiên, trước đó là nó là chắn cái nguồn nước như là một con đê á các bạn, nó chắn một cái nguồn nước từ trong núi nó bắn ra đó, thì năm 2018 núi nó nhiều quá nó chắn là được, nhưng mà tới năm nay bắt đầu cái núi nó yếu lại một chút, thì cái dòng nước mạnh ở bên trong á nó bắn ra, nó làm nứt vỡ cái núi một chút thôi nha, một chút thôi, 10 phần thì bị tầm 2-3 phần, nhớ nha, chứ không có nhiều, nó phun ra à, nó phun ra vậy thì nó làm đất đá ở trên núi đó nó rơi xuống đất đồng bằng, bắt đầu cái cảnh nó chiếu xuống nè, cái dòng nước nó chảy xuống theo đất đá, nó chảy xuống, khi nó chảy xuống như vậy thì nó tạo thành một con suối, và con suối đó nó chạy băng ngang qua cái đồng bằng, qua cái đất ruộng, qua cái đồng bằng đó, thì ở giữa cái chỗ mà giao giữa cái con sông gần cái con suối đó với lại cái đồng bằng đó là nó thành một cái đất ẩm, đất bùn đó, là ngay chỗ giao đó thôi nha, thì bắt đầu có một con heo nó xuất hiện, nó chạy từ xa, nó chạy lại nó ở ngay cái mép đó, nó giỡn và sình lầy từ cái nước đó, nước suối và cái đất đó, nó bắn lên đầy người nó, được gọi là cái tượng con heo đất dính sình. Đó là năm kỷ hợi này à, nhưng mà nguyên cái bức tranh tổng thể là nó như vậy đó các bạn, nghĩa là xa xa khi từ hai ngọn núi, một ngọn núi nó bị vỡ thành ba phần, nước từ trong núi phun ra tạo thành một con suối chảy xuống qua tới đồng bằng, thì đó có một con heo đang chơi thì nó quậy nước và đất lên thì nó thành bùn và nó bám thành người đầy người con heo, và kế bên con heo có một cái cây gọi là cái cây dương mộc hay là cái cây tùng, cái bách đó, nó mọc lên kế bên con heo đó, các bạn có thể tưởng tượng một bức tranh như vậy chưa. Bây giờ trong con hợi nó có dương thủy và dương mộc, nó nên nguyên một cái bức tranh chuyển giao từ 2018 qua tới 2019, từ mẫu tuất qua kỷ hợi, đó là một bức tranh như vậy đó. Các bạn chưa bao giờ nghe cái này ở đâu đúng không? Đâu có ông thầy nào giải thích cái kiểu này đâu. Tôi nói rồi, tôi nói là tôi biết truyền mà không ai. Mà mấy cái thằng kia nó cứ vô, nó cứ nói này nọ thôi, mà trong khi đó nó giải thích rất là kiểu học thuật đó các bạn. Nghĩa là dùng từ ngữ cao siêu mà. Nhưng để mà khi cái người mà người ta giỏi về, người ta hiểu rõ đó, người ta sẽ diễn giải nó hết sức là đơn giản, hình ảnh, hình tượng đàng hoàng, để cho người ta hiểu được cái sự chuyển giao giữa năm này qua năm kia luôn, chứ không phải đùng vào một phát là tự nhiên mình nói thẳng vô một cái vấn đề liền, là tuổi này sao tuổi kia sao, y như sách vở mà ở đâu cũng có, thì cái đó là cái phổ thông, nó không phải bí truyền, đúng là vậy đó. Cho nên các bạn nắm được cái tượng, hình tượng của năm nay chưa, cái hình tượng chuyển từ mẫu tuất qua 2019 kỷ hợi này, nó là cái tượng như vậy đó các bạn. Thì các bạn có cái cảm nghĩ gì về cái năm này khi mà các bạn nhìn thấy cái bức tranh đó?
nếu các bạn là một nông dân đi, đang ở đồng bằng đó, các bạn có lo lắng hay không? Khi mà cái cảnh tượng nó xảy ra, các bạn có lo lắng hay không? Hay là các bạn vui? Đúng không? Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ đưa các bạn vào một bức tranh, một cái ngữ cảnh, và các bạn cũng đã có thể cảm nhận được như thế nào, dù các bạn không phải là thầy bà gì hết. Đó là tôi đang dạy cho các bạn cái cách mà các bạn feeling, cảm xúc, cảm giác được. À, học bằng cái tất cả những cái sense của mình, nghĩa là tất cả những giác quan của mình, để mình hình tượng hóa lên một cái vấn đề học thuật, thì đó mới là cái cách học mà nó bám sâu vào trong cái tâm thức của bạn và làm cho các bạn rất dễ để mà suy luận và liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau bằng hình ảnh. Đó, các bạn tưởng tượng đi, các bạn thấy cảnh đó, các bạn lo lắng hay là các bạn vui? Các bạn lo hay vui? Ba phần nước kia biết khi nào nó phun hết không? Lỡ nó phun hết 10 phần thì sao? Các bạn, đó là một trạng thái bất an, lo lắng, khó đoán. Cho nên năm kỷ hợi tôi chốt một câu là khó lường, khó đoán nha. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, khó lường, khó đoán. Đó, cho nên cẩn thận. Năm kỷ hợi này các bạn sẽ thấy rất là nhiều thứ, và là những thứ gì chúng ta hãy cùng nhau phân tích tiếp ha. Đó, các bạn thấy chưa? Do đó cái năm này mình nhìn đi từ hình tượng bắt đầu ha. Đó, như là năm 2018 tôi đã từng dự đoán, hồi đầu năm 2018 tôi dự đoán do Mậu Tuất thổ quá nhiều cho nên thổ rất là mộng. Đó, cho nên những cái ngành mà về bất động sản, đặc biệt là về đất nền hoặc là nhà ở đó, thì nó sẽ buôn bán rất là tốt. Và do thủy mạnh như vậy cho nên, thổ mạnh như vậy cho nên đất thủy nó bị thiếu, nó bị bế lại đó, hai cái núi nó chắn nước. Cho nên những cái ngành mà về mà tài chính chứng khoán, về chứng khoán nè, tiền ảo nè, những cái gì mà thuần thủy và thuần về thông tin đó, đó về tiền ảo chứng khoán, Bitcoin gì đó, thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh đó. Nhưng mà có trên mạng, năm đó tôi đọc đầu năm luôn, cũng có một cái ông thầy phong thủy gì đó, kiểu cũng có số má vậy đó, thì lên trên cái can cà phê ép đó, thì có nói rằng là thị trường chứng khoán năm 2018 rất là tốt, sẽ đạt đỉnh này nọ nên đầu tư, còn bất động sản sẽ rất là thiếu. Mà tôi đã cố gắng, tôi can ngăn những cái người mà biết đến mình á, biết đến Sunmi á, là đừng có nên đầu tư vào chứng khoán mà nên đầu tư vào bất động sản đi, bởi vì bất động sản nó sẽ lên đó, đặc biệt là đất nền, nhà ở, mua đi, đầu tư đi đó, vay tiền mua đầu tư cũng được nữa, bởi vì gọi là đầu tư mà, các bạn có thể vay tiền các bạn đầu tư, đừng có sợ. Nhưng mà tuyệt đối đừng đụng vào tiền ảo và chứng khoán. Các bạn biết vừa rồi có một số người cãi, một số người cãi coi như là mất mấy chục tỷ đó, các bạn đến với tôi rồi đó mà vẫn cãi, cuối cùng giờ đi lạy lục văn sinh. Giờ nói sao vậy? Giờ tôi đã nói trước rồi, không chịu nghe thôi, đúng không? Đó, nhưng mà mừng là hơn gần cả ngàn người gần cả ngàn người nha các bạn, định đầu tư vào chứng khoán thì không đầu tư, mà nghe tôi, một số người đó hùng tiền lại, hoặc là họ có sẵn tiền họ đầu tư vào cái kênh bất động sản, và bây giờ họ rất là có tiền. À, tôi mập như vậy cũng là vì họ đó các bạn, vì cứ kêu đi ăn riết thôi, đãi thầy riết thôi, nhờ thầy mà trúng vậy đất quá trời luôn. Cho nên tôi mập không phải là vì tôi nha các bạn, mà là vì người ta mời tôi đi ăn, tôi không có lỗi gì trong này. Nói vậy không biết nó còn mời đi ăn không ta. Ok, ăn là lọc, không sao. Có phước, có đức mặc sức mà ăn. Mình ăn cái gì thì tự mình chịu trách nhiệm thôi chứ sao giờ. Rồi tiếp theo, đó, các bạn có thể xem cái đường link bài này, tôi đã nói rất là kỹ, các bạn có thể vô xem luôn. Bài này tôi đã đăng ngay từ đầu năm, và diễn biến của thị trường chứng khoán Bitcoin thì các bạn cũng tự hiểu rõ sàng hết chứ. Bán tống bán tháo đó, là do cái tượng năm 2018 nó như vậy, mà là do mấy ông kia xác định sai ngũ hành thôi, đơn giản vậy. Mấy ông nghĩ là chứng khoán tiền ảo nó là hành kim, thực chất không phải, đó là hành thủy. Bây giờ xác định sai về cái căn bản về ngũ hành, bởi vì tôi giảng cái bài mà ngũ hành tại sao kim sinh thủy, cứ vô chửi tôi không. Trong khi đó mình không có thật sự là mình giỏi về cái đó, mà mình cứ đi mà mình cứ tưởng mình giỏi cái phân biệt ngũ hành căn bản còn chưa có thông nữa. Giờ nói tôi không biết, nhưng mà thực chất tôi cứu cả ngàn người không có dính vào chứng khoán tiền ảo rồi, đúng không? Đó là sự thật. Coi lại cái bài đi, vô comment bình luận coi kìa. Người ta, mà tôi đã cứu được người ta nhờ vào học thuật thật sự chính xác, đó là sự thật không thể chối cãi.
đó. Cho nên á, khi học các bạn phải từ căn bản. Cho nên lắng nghe video này đi để mà bạn hiểu được cái căn bản về học thuật nó cũng đỡ hơn. Chứ đừng có mua sách mua báo về coi rồi xong cái hả, không có thầy chỉ, không có thầy học. Nó học cỡ nào, đọc sách cỡ nào cũng không bằng thầy dạy được các bạn. Tại vì sách nó viết những cái điều mà ai cũng có thể tiếp cận được, nó đâu phải là biết đi, đúng không? Ráng nghe video này đi là các bạn cũng có thể hơn một đám cái mấy cái thằng mà gọi là bá dơ mà đi mà học mà tử mình ngon. Thì các bạn cứ xem đi. Đó. Tôi biết rồi, cũng có cả đám đang ngồi xem tôi đó. Nó vô xem tuổi nó năm nay như thế nào. Nhiều khi nó đâu có tin nó nói đâu. Nó ghét mình nhưng mà nó vẫn vô nó xem video này để xem mình nói nó tuổi nó như thế nào. Nghĩa đâu là trong thì tin mà ngoài thì nó vậy đó. Tỏ thái độ vậy đó, tại vì ghen ăn tức ở mà. Cái đau buộc ghét đâu ăn thôi, cái đó tâm lý ập gia tô của mọi người ai cũng có đó, đặc biệt là trong cái ngành này nữa. À, cho nên mình cũng thông cảm cho họ một chút ha các bạn, đừng chửi họ nhiều quá bởi vì không có sửa được đâu, bản tính họ là như vậy rồi. À, rồi tiếp theo đó về thị trường chứng khoán, đó là như vậy. Như vậy cái tượng của năm nay là cái tượng cái núi nó nứt đôi và thủy nó xen ra, nó ào ra ba phần. À, như vậy là mình có thể biết được là thị trường chứng khoán và tiền ảo năm nay nó sẽ có, coi chung là những ngành hành thủy đó. Đó, bao gồm luôn cả những ngành thông tin, ví dụ như là Facebook thì bạn thấy logo màu xanh dương không? Nó cũng là hành thủy. Và năm vừa rồi nó gặp rất nhiều những cái scandal đó về thông tin bảo mật của khách hàng. Đó, là do nó bị cái năm thổ nó khắc dữ quá. Cho nên ngay cả một công ty công nghệ nổi tiếng như là Facebook với một lượng tiền lớn như vậy, với những luật sư giỏi như vậy nhưng vẫn phải bị khiếu kiện, phải dính vào những cái án hiện nay vẫn còn đang pending, nghĩa là vẫn còn đang xét xử và chưa biết nó đi về đâu. Nhưng mà tôi dự đoán qua cái năm, qua bắt đầu tới mùa đông của năm sau, năm Kỷ Hợi này, nghĩa là từ tháng 10, 11, 12 âm lịch trở đi thì những cái vụ kiện nó sẽ có khởi sắc nghiêng về phía Facebook, nghiêng về những cái phía công ty. Đó, như các bạn thấy những công ty thuần công nghệ cũng là thủy. Đó, thuần công nghệ thủy dầu hỏa như là Amazon chẳng hạn, nó cũng là cái logo màu đen và cái chữ trắng kim thủy, thì nó cũng bị ảnh hưởng của cái năm nay đó. Cái ông đó ông chia tay vợ luôn rồi các bạn. À, cho nên đó là cái hành thủy năm ngoái nó bị khắc chế quá nhiều, thì ngược lại năm nay đó, sẽ được tiến triển một chút tốt đẹp vào từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch trở đi. À, thì thị trường chứng khoán bất động sản, thị trường chứng khoán tiền ảo bắt đầu có dấu hiệu hồi phục nha, không đạt đỉnh là được đâu, nó chỉ có hồi phục thôi. Nó hồi phục lại nghĩa là người ta bớt nhảy đầu một chút đó, nhưng mà cũng không phải là một kênh đầu tư mà tốt cho những con người mà có vốn ít. Nếu như các bạn có nhiều tiền, các bạn có thể từ tháng 10, 11, 12 âm lịch các bạn bắt đầu có thể mua vào cổ phiếu rồi đó, để qua cái năm Canh Tý là cái năm mà thủy kim thủy nó rất là mạnh, thì lúc đó nó sẽ đạt lên, nó sẽ dễ dàng đạt lại cái đỉnh cân bằng của nó. Và lúc đó các bạn nào mà mạo hiểm đầu tư vào 10, 11, 12 âm lịch, tháng 10, 11, 12 âm lịch năm nay, thì bắt đầu qua năm sau các bạn sẽ có thu hoạch. Đó, nhưng mà nó cũng rất là mạo hiểm, bởi vì năm Hợi, Kỷ Hợi là một năm rất khó lường nha các bạn. Mình lường trước vậy thôi. Đó, cho nên các bạn nào mà có dòng tiền dư và không phải đi vay vốn, vay tiền ngân hàng để mà chơi chứng khoán, thì các bạn có thể đầu tư về chứng khoán vào tháng 10, 11, 12 âm lịch. Nếu các bạn thích và cái tiền nó nếu mất thì không thành vấn đề, thì các bạn có thể đầu tư. Nhưng mà riêng tôi khuyên thì các bạn vẫn nên đầu từ đầu năm nay, thì các bạn vẫn nên đầu tư vào bất động sản. Bởi vì tuy cái đất nó nứt ra nhưng mà nó vẫn còn một quả núi, nó vẫn còn cái thế núi và nó giữ được nước đó. Cho nên cái ngành bất động sản nói chung thì năm nay, từ đầu năm cho đến tháng 10 âm lịch năm nay, năm Kỷ Hợi, thì vẫn rất là tốt. Cho nên bạn nào có dòng tiền nên đầu tư vào đất nền đó. Và đầu tư vào đất nền thì nó sẽ đạt đỉnh vào tầm tháng 6, tháng 6 âm lịch, thì tầm tháng 7, tháng 6, tháng 7 gì đó các bạn mua. Bây giờ thì tháng 6, tháng 7 âm lịch đó, thì các bạn 6, 7, 8 âm lịch các bạn bán là vừa đó. Hoặc là nếu các bạn có dư tiền thì các bạn cứ để đó, không sao hết ha. Thì nó sẽ tốt hơn là cái ngành mà về bất động sản, cái ngành chứng khoán và tiền ảo đó. Vì nó phun nước ra thôi nhưng mà nó vẫn chưa phải là một cái kênh đầu tư nó hợp lý, mới cứ 30% lượng nước thôi. Tới năm Canh Tý nó sẽ tuôn trào. À, tôi nói vậy thôi nha, còn người nào mà
mà chơi mạo hiểm mà mất hết tiền vào chứng khoán là coi chừng. Tôi đã khuyên đầu tư với bất động sản từ đây đến tháng 10 đi, còn dư một đống tiền ra thì lấy một đống tiền, nó có mất cũng không được, có mất cũng sao á, thì mình bắt đầu bỏ vào chứng khoán hoặc là tiền ảo từ tháng 10 âm lịch trở đi ha. Nhưng mà lời khuyên mà an toàn nhất dành cho những bạn nào ít tiền và ít mạo hiểm thì các bạn nên đầu tư vào kênh bất động sản, đặc biệt là đất nền. Bởi vì nhà chung cư thì tôi thấy cái tượng á các bạn, cái tượng mà cái ngọn núi nó vỡ ra đó, từ trên cao nó vỡ ra, các bạn thấy nó giống cái tượng nhà chung cư vậy đó các bạn. Tượng nhà chung cư cao tầng nó giống như ngọn núi vậy đó, và nó sẽ bị vỡ ra, nước nó phá ra, nghĩa là vấn đề tài chính của các dự án nó sẽ bị vỡ ra 3-4 phần gì đó, và nó làm ảnh hưởng cái dự án đó, nghĩa là dự án nó sẽ bị delay, nó sẽ bị trễ. Dù ta giao đất, giao các bạn mua chung cư đáng lẽ là hẹn cuối năm nay giao thì nó sẽ delay qua tới tháng 9 năm sau, hoặc là thậm chí cái dự án nó bị bỏ luôn và các bạn mất tiền. Lý do là ngay cả những công ty lớn luôn nha bạn, năm nay ngay cả những công ty lớn có máu mặt về bất động sản đứng ra bảo chứng dự án này sẽ được, hoặc là cái danh tiếng của nó đã có trước đó, thì các bạn rất dễ bị cái hào quang nó làm cho lu mờ, và các bạn đầu tư vào những cái căn dự án chung cư mà nó chưa có xây xong. Thì khi các bạn làm như vậy đến tầm tháng 10, tháng 11, 12 âm lịch, nó sẽ bắt đầu nó vỡ ra, nó vỡ ra những cái thông tin gì đó mà nó làm cho cả cái thị trường về chung cư á nó đào xuống rất là mạnh. Cho nên cẩn thận khi đầu tư vào bất động sản mà về dạng chung cư nha. Lời khuyên của tôi vẫn nên đầu tư về đất nền, đó là chắc chắn nhất nha, chắc chắn nhất. Cho nên cố gắng, dù mình mua chung cư một mình mua được thì thôi, mình để dành tiền đó, mình hợp 2-3 người lại mua cái miếng đất nền, xong đó mình bán, mình chia ra thì nó lại an toàn hơn. Đó là lời khuyên của tôi. Nói thêm một cái nữa về cái mặt mà xã hội á các bạn, thì do cái lượng đá đó, cái núi nó vỡ ra như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới nguồn nhân sự, việc làm các bạn, việc làm. Vì sao? Vì cái câu ngày xưa ta nói là sơn quản nhân đinh thủy quản tài. Sơn quản nhân đinh thủy quản tài nghĩa là sao? Nghĩa là núi thì nó quản về nhân sự. Cho nên những cái tòa nhà ngày xưa tọa sơn hướng thủy để chi? Để chi các bạn? Để mà ổn định về mặt nhân sự. Nghĩa là nếu mà phía sau chúng ta, hậu viên chúng ta mà nó cao á, nó có cái độ để chúng ta dựa vào. Đó. Nó dựa vào vậy nè, đó. Thì chúng ta sẽ đó, một cái ngọn núi cao vậy, cái nhà chúng ta ở đây thì nó dựa vào đây, thì những cái chỗ đó thường là nhân sự nó sẽ không có bị xáo trộn, nó không có bị cái tỷ lệ nghỉ nó sẽ thấp. Cho nên ta nói sơn quản nhân đinh thủy quản tài. Thủy quản tài là thủy là tiền, thường chúc nhau tiền vô như nước là vậy đó các bạn. Nó bắt nguồn từ câu sơn quản nhân đinh thủy quản tài. Cho nên mà cái tượng núi mà nó vỡ ra có nghĩa là cái nhân sự, cái nhân đinh nó sẽ không ổn định. Và các công ty lớn luôn, tập đoàn năm nay sẽ gặp những cái sự cố về nhân sự. Những cái người giỏi, nòng cốt nhất để mà ngăn cái dòng chảy tài chính nó bị chảy ra, đó nghĩa là tiền á, nó thì những cái người đó họ sẽ bỏ việc, và cái tỷ lệ mà nghỉ việc nó sẽ tăng lên rất là cao, có thể gấp đôi năm ngoái. Công ty càng lớn thì sẽ càng bị như vậy đó, ở bên Mỹ, đặc biệt bên Mỹ đó, và ảnh hưởng luôn cả những cái tập đoàn lớn ở Việt Nam luôn, chứ không chỉ riêng về bên Mỹ đâu. Nghĩa các bạn sẽ thấy, các bạn nào làm nhân sự các bạn quan sát thì năm nay các sẽ có cái tỷ lệ mà nghỉ việc, nhảy việc nó cao bất thường so với năm ngoái, là do cái tượng là cái núi nó vỡ ra và nó gây bất ổn về mặt nhân sự và thất thoát tiền bạc lên nước chảy ra ngoài. Để các bạn có thể kiếm được một người tốt, nhân sự tốt hơn để mà trám vào cái chỗ đó cho công ty để mà kiếm tiền. Cho nên á, nên xem lại những cái chính sách của mình. Các bạn làm nhân sự, làm giám đốc nên xem lại những cái chính sách của công ty mình để mà giữ cái người tài trong cái cơn bão về nhân sự sắp tới, sắp đổ xuống ở doanh nghiệp Việt của mình. Ngay thậm chí kinh cả trên thế giới nữa, chúng ta hãy giữ lại những con người mà cốt cán nhất để mà giữ vững công ty của mình, đừng để họ đi nha. Đừng có vì giận dỗi một cái gì đó mình nhẫn nhục đi. Cái năm này là năm nhẫn nhục cho những người dùng nhân sự. Cho nên là đó là lời khuyên của tôi. Rồi về mặt mà chính trị quân sự á các bạn, thì nó cũng sẽ có những cái biến động rất là lớn và rất là khó lường của năm nay. Bởi vì cái Kỷ Hợi á các bạn thì nó thuộc về cái quẻ trong cái kinh dịch đó, ai mà học kinh dịch á thì biết được cái quẻ Kỷ Hợi. Nó nằm ở cái quẻ thứ 7 trong kinh dịch. Cái tượng của nó là cái quẻ
quẻ gì ta, địa thủy sư. Địa thủy sư ngày trước nó là quẻ tụng, sau quẻ tụng xong tới quẻ sư, nghĩa là cái tượng là quẻ khôn ở trên. Khôn là sáu vạch đức đó, sáu vạch đức là cái này nè, đó sáu vạch đức là cái này. Quẻ cảm ơi, dưới đây đó, à đó thì là cái quẻ khảm ở dưới đó, quẻ khôn ở trên khảm dưới, trên là gọi là địa thủy sư, quẻ sư. À, trước quẻ sư là quẻ tụng đó, nếu mà quẻ càng ở trên nó, quẻ càng là tâm tâm liên đây, ở đâu rồi đây đó, nó che dưới cái tay quá. Đây là quẻ càng, nên nếu quẻ càng ở trên mà quẻ khảm ở dưới thì chúng ta sẽ gọi nó là cái quẻ gọi là thiên thủy tụng. Và đang ngồi đây mà khách ngán quá trời luôn, từ từ đi các bạn ơi. Rồi nó gọi là quẻ thiên thủy tụng. Quẻ tụng xong tới quẻ sư. Tụng nghĩa là gì bạn? Tụng nghĩa là kiền tụng, nghĩa là có sự tranh chấp bằng miệng lưỡi, tranh chấp bằng miệng lưỡi nha, đó cãi qua cãi lại với nhau đó, về mặt chính trị quân sự đó, mà cãi qua cãi lại với nhau. Nhưng mà tới bắt đầu nó biến qua kỷ hợi là cái quẻ địa thủy sư. À, địa thủy sư là cái quẻ từ tụng qua sư. Sư là gì các bạn? Tranh bá, nghĩa là sư là sư đoàn, mình hay dùng cái từ đó, nghĩa là bắt đầu có cái sự không còn là cãi miệng nữa, mà nó bắt đầu có cái sự dính líu tới quân sự. Có nghĩa là năm nay cái khả năng mà dẫn đến chiến tranh nó rất là cao, dẫn đến chiến tranh giữa các nước nó rất là cao, để tranh giành địa chính trị, để tranh giành về quyền lợi kinh tế, tranh giành về biển đảo, tranh giành về thể chế chính trị đó. Thì nó cái đó là quẻ thứ bảy trong kinh dịch đó. Nhiều bạn nói chắc là thầy xem về chính trị hiện giờ, ví dụ Venezuela, hay là về kinh tế Mỹ Trung mà thầy phán vậy. Thực chất không phải, cái này nó nằm trong cái quẻ trong kinh dịch luôn. Các bạn mở sách ra các bạn coi đó, các bạn sẽ thấy là cái quẻ này đúng là ứng với năm nay là năm kỷ hợi, thì nó ra cái tượng quẻ là như vậy. Và tượng quẻ địa thủy sư này ý nói là sẽ có một minh quân đứng lên danh nghĩa nhân nghĩa, đứng lên và lấy cái danh xưng là một người chính nghĩa để mà đi dẹp các cái quân cát cứ đó. Cái tượng là như vậy, nhưng mà cái cách đối phó vẫn là mềm mỏng, nghĩa là cái chiến tranh nó có nhưng mà sẽ không có quá lớn, và nó sẽ sớm kết thúc đó. Để mà phân định lại cái lợi ích của hai bên hay hai cái tư tưởng chính trị khác nhau đó. Cho nên cái năm nay là một cái năm rất là khó lường đó. Và biến động về chính trị nó sẽ dẫn đến biến động về kinh tế rất là cao. Và các bạn nào mà biết về Donald Trump á, biết về Donald Trump á, thì nên biết về bát tự của ổng. Học bát tự thì nên học biết về bát tự của những nhân vật lớn, để chi các bạn? Để mình có thể luận đoán được cả một cái sự ảnh hưởng của họ đến cái vận hạn của cả thế giới, và tất nhiên sẽ đến Việt Nam. Do đó khi mà học làm một thầy tướng số thì những cái người mà nổi tiếng trên thế giới, những người cầm trịch về quân sự chính trị, mình phải hiểu được cái bát tự của họ. Thì người nào mà nghiên cứu thì sẽ biết tổng thống Donald Trump và cái ngày sinh của ông là kỷ mùi. Sinh của ông là kỷ mùi. Và tôi chấm ra được luôn cái dụng thần của Donald Trump là thổ và quả. Đến giờ mà ông kinh doanh nhà hàng khách sạn rất là thành công các bạn. Dụng thần ông là thổ và quả. Tôi chấm hết bát tự ông rồi. Đó, dụng thần ông là thổ quả thì ông làm về nhà hàng khách sạn, về bất động sản rất là tốt. Đó. Cho nên á, là ông sẽ được cái ưu thế của nước Mỹ do cái thổ năm nay nó vẫn còn mạnh cho tới tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch. Do đó Donald Trump có vẻ sẽ thắng thế trên cái bàn đàm phán về tất cả từ đây cho đến tháng 6, 7, 8 âm lịch. Nhưng mà bắt đầu tháng 10 trở đi là kỵ thần của ông là thủy bắt đầu xuất hiện, thì nó sẽ làm cho cái tính thổ nó mất đi, nghĩa là cái dụng thần của ông là thổ nó không có, nó không còn nhiều nữa, núi nó vỡ ra nhiều quá rồi. Thì bắt đầu là Donald Trump sẽ sa lầy vào những cái chính sách và những cái scandal nữa, chứ không chỉ riêng. Và scandal này có thể rất dễ dính về phụ nữ. Là từ tháng 9 tháng 10 âm lịch trở đi. Cho nên là các bạn sẽ để ý thấy có những cái sự rất là khó lường, mà chúng ta hãy đón xem một năm kỷ hợi nhiều biến động. Và cũng như cái tượng nước mà nó phá núi như vậy các bạn, thì ở những cái nước mà nó bị bão lũ lũ lụt như chúng ta thì nó sẽ càng nặng hơn nữa các bạn.
năm ngoái cái thế núi như vậy rồi mà cái nước nó vẫn còn lũ lụt như vậy đó ở Đà Nẵng đó, vừa rồi nữa bị mình trôi quá trời người đó, thì nó sẽ còn nặng hơn vào cái năm Kỷ Hợi này. Cho nên lời khuyên cho các quan chức cũng như là các cái người mà lo về cái việc phòng chống thiên tai thì hỏi xem là năm nay sẽ có bão giống năm ngoái này không, thì tôi nói là chắc chắn có. Cho nên là hãy làm sao để rút kinh nghiệm từ những năm trước, mình làm tốt hơn trong việc phòng chống, báo cáo về thiên tai lũ lụt và chuẩn bị cho người dân những cái phương tiện cứu hộ bài bản thật là tốt để mà có thể cứu giúp họ vào cái đợt lũ lụt năm nay. Và năm nay sẽ rất là mạnh, nó mạnh hơn năm ngoái rất là nhiều luôn các bạn. Nó không chỉ ở Việt Nam nha, không chỉ Việt Nam đâu mà nó rất là mạnh luôn á. Cho nên á là các bạn nào và thường sẽ bị lại những địa điểm từ của năm ngoái và sẽ có một địa điểm hết sức bất ngờ đó. Cho nên chúng ta phải rất là kỹ về cái chuyện phòng chống thiên tai lũ lụt để mà giảm bớt cái số lượng thương vong cũng như thiệt hại về tài chính, về tài sản cho cái dân vùng đó. Nó rất là tội các bạn đó. Nó rất là tội luôn. Cho nên đó là cũng mong là lời tôi nói sai chứ không mà cái lũ lụt mà nó xảy ra như cái tôi dự đoán là gọi là màn trời chiếu đất á, thì nó rất là khổ cho dân, tội lắm. Rồi ha, rồi tiếp theo thì các bạn, mỗi năm như vậy á thì cái ngũ hành nó thay đổi. Nghĩa là năm ngoái thì thổ nó mạnh, cho nên những cái người nào mà có dụng thần là thổ á, dụng thần là thổ, người nào đến với Zenmi rồi thì sẽ được biết dụng thần mình là gì ha. Bạn nào chưa biết dụng thần mình là gì thì đơn giản tại vì nó rất là phức tạp. Đơn giản tại vì nó rất là phức tạp, cho nên cách hay nhất, đơn giản nhất là các bạn hãy inbox vào trong Zenmi để biết được, đưa cho chúng tôi ngày giờ tháng năm sinh các bạn để chúng tôi biết được cái dụng thần của bạn là gì, thì các bạn rất là dễ ứng dụng trong cuộc sống đó. Và các bạn có thể thỉnh đồ trang sức vật phẩm gì đó các bạn đeo vào người để cho nó tốt hơn cho các bạn ha. Đó thì cái thuật ngữ dụng thần có nghĩa là cái mà hành ngũ hành mà mình, cái hành trong ngũ hành mà mình thiếu, có thể là kim, mộc, thủy, hỏa hoặc là thổ đó, thì tùy cách mình dùng mà nó sẽ bồi bổ cho mình qua cái cách mình ăn mặc, qua cái cách mình chọn người dựa trên cái bát tự của họ để làm chung, rồi chọn nhân viên đối tác, chọn ngày chọn giờ, nó cũng dựa trên dụng thần hết. Biết được cái đó chúng ta sẽ có thể sắp xếp cuộc đời của mình rất là tốt. Nói như vậy thì trong năm nay mình sẽ tìm hiểu xem cái ngũ hành nào, cái hành nào trong ngũ hành nó sẽ vượng nhất và cái hành nào nó suy nhất, để chúng ta biết được cái độ may mắn của bản thân mình dựa vào dụng thần năm nay được có hỗ trợ mạnh hay không đó. Thì bạn nào mà thấy bạn mình mà có dụng thần mà tốt hơn mình á, thì để dễ thôi, thì cứ bám lấy nó, hay nào nó cũng có tiền nó khao đi ăn à, hoặc là đè nó ra mượn tiền là được. Chắc chắn là thằng đó năm nay nó có tiền nhiều. Rồi chúng ta bắt đầu vô cái dụng thần thứ nhất. Rồi có nhiều bạn hỏi ở đây, để xem em dụng thần thổ thì sao thầy, em dụng thần kim thì sao thầy đó. Như bạn dễ thương lắm các bạn. Rồi từ từ để trả lời ha, từ từ trả lời. Rồi thổ thưa các bạn, thì cái thổ năm ngoái á, nó mạnh, thì năm nay nó bớt mạnh đi một chút. Dù năm ngoái 10 phần thì năm nay nó là 8 phần. Cái nó vẫn còn mạnh nha, nó vẫn còn mạnh chứ nó không phải là nó yếu, nó vẫn còn mạnh đó. Cho nên á là cái người nào mà có cái dụng thần là hành thổ, cái dụng thần là hành thổ năm nay đó, thì cũng sẽ có được cái sự may mắn rất là tốt. Những sự may mắn rất là tốt đó. Đặc biệt là vào những tháng 3, 6, 9, 12 âm lịch và những cái mùa hè 4, 5, 6 âm lịch. Đó là những cái lúc đó là những cái lúc mà vượng nhất của hành thổ và được sinh ra rất là nhiều đó. Thì các bạn có thể tập trung vào những cái tháng đó để quyết định những cái công việc quan trọng của mình đó, đó là hành thổ. Do cái tượng núi nó vẫn còn, nó bị phá chút xíu nhưng mà nó vẫn còn. Nhưng những người dụng thần thổ năm nay là những người có cái xu hướng vượt qua được những cái chướng ngại cao nhất và có thể vượng tài rất là tốt. Cho nên bạn nào mà phát hiện bạn mình có dụng thần thổ thì cứ đeo lấy nó đi đó, kêu nó chỉ mua đất cho nó, chỉ cho nó có mát tài lắm đó. Kéo theo dụng thần thổ mà nó mạnh như vậy thì tất nhiên những cái ngành mà hành thổ năm nay thì nó cũng sẽ rất là tốt. Những ngành hành thổ năm nay nó rất là tốt nó không tốt bằng năm ngoái thôi. Nhưng mà nói về mặt đầu tư thì chúng ta nên đầu tư vào những gì về hành thổ, những gì dính liên quan tới đất
đất đá. Giống như tôi thì có vòng tay, những cái vật phẩm từ đá, nó cũng là đang trong xu thế, nó vẫn tiếp tục cái đà tăng trưởng. Rồi về kim cương cũng được. Rồi về những ngành về dính về đất như là bất động sản, đặc biệt là dính đến đất thực sự nha các bạn, là đất nền ấy, thì nó sẽ là tốt đó. Chung cư cái nào mà gần cái tầng nào mà gần đất chứ thì tất nhiên nó càng tốt thôi, tại nó càng thuộc về thành phố đó. Còn các bạn nào mà mua đầu tư chung cư dài hạn cao thì tôi khuyên các bạn nên mua trước tháng 10, trước tháng 6 âm lịch đi đó, đừng đợi tháng 10 mới mua ha. Nếu mà có mua trước thì bán cũng trước tháng 10 âm lịch luôn đi, chứ đừng có để mà qua tháng 10 âm lịch bắt đầu nó sẽ có những cái sự kiện rất không tốt với những cái dự án chung cư ha. Rồi về hành kim, hành kim thì cái ngũ hành, cái hành kim năm nay nó như thế nào? Thì hành do thổ nó quá nhiều các bạn, do thổ nó nhiều nó chỉ bị phá đi chút xíu thôi, và nó sinh thủy, cho nên là những người cầu có dụng thần hành kim năm nay tốt sau thổ, mà thổ nó đứng nhất, kim mà đứng nhì, những người nào có dụng thần kim thì cũng sẽ gặp may mắn nhiều ở trong năm nay đó, không bằng năm ngoái thôi. Vì sao? Vì năm nay là đất mà còn có nước nữa, cứ nghĩa là thổ mới sanh kim ra xong kim bị sanh xuất cho thủy, cho nên là nó sinh ra bao nhiêu nó bị hao, nó sinh ra 10 phần này nó bị hao 3 phần nó sinh ra thủy, do đó cái nó không bằng năm ngoái thôi, nhưng mà hành kim cũng rất tốt. Ngành kim là những ngành về trang sức vàng bạc, tôi có nguyên một cái list bảng về ngành nghề luôn, các bạn nào mà tư vấn Zenmi rồi thì tất nhiên sẽ thấy cái bảng đó rồi, nguyên cái bảng ngành nghề về phân chia ngành rất là hay các bạn. Đó, bạn nào chưa có thì ráng inbox tư vấn mới có, tôi không có đưa lên trên này ha. Đó, hành kim tôi nói sơ sơ sẽ có bao gồm những ngành liên quan tới máy móc. Các bạn nghĩ mấy cái đồ điện máy này nó là hành kim, không phải đâu các bạn. Những cái đồ máy móc này nó có dòng điện chạy qua nó mới hoạt động được, nó thuộc ngành hỏa kim, nghĩa là hỏa 7 phần kim 3 phần ha. Những đồ thuộc về hành kim là những cái đồ mà thuộc về dao, búa, rồi những cái gì mà nó không có dòng điện chạy qua mà nó thuần kim á, là thuần về kim loại thôi. Ví dụ vàng bạc là không có dòng điện nào chạy qua cái nhẫn mình đeo hết, không ai đeo cái điện, đeo cái nhẫn có điện hết các bạn, đúng không? Đó, đó là những cái ngành mà nó cũng sẽ phát triển, ngành sắt thép, đó, tôn xi mạ đó, rồi những ngành về kim loại, những cái dạng đồ thủ công mỹ nghệ bằng sắt, thiết kế nội thất, đồ nội thất bằng sắt, bằng đồ, thì nó tiếp tục là cái xu thế và nó sẽ tăng trưởng. Các bạn thấy năm sau sẽ rất nhiều người bán sắt dầu. Rồi ngành hỏa tiếp tục là ngũ hành hỏa, cho nên ngành thổ thì 8/10, còn hành kim thì tôi cho là tầm 7/10, 6.5/7/10 gì đó. Rồi về độ may mắn, và tiếp tục nữa là hành quả. Thì hành quả năm nay có mạnh không? Năm nay thì nó dở hơn năm trước nhiều, nó đứng thứ ba thôi, thổ kim xuống tới quả, thì tới sau nó yếu là do nó phải sinh thổ, rồi quả nó sanh thổ của năm nay là kỷ hợi đó, là nó sanh ra, cho nên nó bị yếu, mà nó còn bị cái chữ hợi là dương thủy trong cái hợi nó dập lại, nghĩa là nó vừa sinh ra nó yếu như một bà mẹ mới sinh, sau đó bị yếu, sau đó còn bị dí chạy nữa. Thì các bạn thấy là rất là đuối sức, cho nên cái hỏa năm nay thì nó cũng kém hơn năm ngoái rất là nhiều. Và năm nay thì những người mà nào có dụng thần hỏa thì họ cũng sẽ bắt đầu là họ cảm thấy là cái sự may mắn của họ bắt đầu nó giảm lại bớt chút thôi nha, dùng 10 phần thì nó giảm 3 phần còn 7 phần khoảng đó. Thì mình có thể suy ra là những cái ngành về ngành hỏa như là ngành năng lượng thì nó cũng sẽ nó ngáp ngáp ngáp, dù là ngành dầu khí hay vậy nó cũng sẽ tăng lên một chút, sau đó nó lại giữ như vậy, sau đó lại xuống chút, sau đó lại tăng lên một chút, nghĩa là nó không có sự đột phá mà nó cứ đều 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 vậy đó. Ngành hỏa là những ngành về năng lượng đó. Rồi ngành về nấu ăn nấu uống, nhà hàng á các bạn, nhà hàng mà thuần về đồ nướng, các bạn sẽ thấy sự bão hòa của nhà hàng đồ nướng vào năm nay đó, nghĩa là có sự đi xuống. Những cái người nào dù làm sumo bbq hay là những cái hàng đồ nướng Nhật, các bạn sẽ thấy cái sự đau về doanh thu, bởi vì nó bị bão hòa, bởi các hàng lẩu nướng ngay tại chỗ thuần hỏa đó,
nó nhiều quá thì nó sẽ bắt đầu doanh thu nó giảm xuống, và bắt buộc các bạn phải innovation, các bạn phải sáng tạo, creative một chút đó, để mà xong ha, cho nó tốt hơn. Đó là thành quả của năm nay. Rồi tới cái hành mộc, vậy là thành quả nó tầm là 5/10 về độ may mắn. Rồi hành mộc thì hành mộc năm nay như thế nào các bạn? Hành mộc năm nay thì lại tương đối là nó tốt hơn hành quả chút xíu, nhưng nó nhích trên hành quả nó tầm 6/10 vậy đó. Là do mộc với mộc nó khắc thổ, là nó khắc cái kỷ, chữ kỷ trong kỷ hợi, là nó khắc nghĩa là nó khắc chế được, nên là nó quýnh, là nó quýnh có thể thắng được á. Nhưng mà khi như vậy nó cũng sẽ bị tổn hao à. Nhưng khi nó vừa mới tổn hao xong thì cái dương thủy trong cái chữ hợi, hợi nó có dương thủy và dương mộc à, thì trong thủy do hợi nó có dương thủy dương mộc luôn, cho nên cái mộc nó bổ mộc và thủy nó cũng bổ mộc, cho nên là cây này chuẩn bị rụng thì nó cái cây khác nó đỡ và có nước tưới vào để cho hai cây nó cùng phát triển. Cho nên á là cái tượng người có dụng thần mộc năm nay thì cũng tương đối là tốt, tầm 6/10 thì độ may mắn so với những cái hành khác. Vậy hành mộc là ngành gì? Hành mộc là cái những cái ngành mà liên quan tới đồ gỗ à, nội thất gỗ, các bạn thấy bàn thờ này nọ gỗ sẽ bán được rất là nhiều à, và những cái gì mà liên quan tới sàn gỗ, sàn hay cả sàn nhựa da gỗ cũng vậy, nghĩa là nó nhìn vào mà nó thấy có tố chất là gỗ hoặc là cảm giác mình là gỗ thì nó cũng sẽ chạy. Ngành giáo dục cũng sẽ có nhiều cái sự phát triển, cũng không phải quá ghê gớm nhưng mà nó cũng thể tích cực. Giáo dục mà về mà dạy con người mà không chỉ nói Việt Nam nha, nói chung toàn thế giới nha. Hy vọng là năm nay thì giáo dục Việt Nam nó sẽ có thay đổi so với năm ngoái thì năm ngoái nó khắc dữ quá, thì các bạn thấy rất nhiều cái bê bối về giáo dục, do năm ngoái thuần thổ và mộc khắc thổ mà thổ quá mạnh, như nên là nó dập ngược lại cái mộc luôn đó, năm ngoái đó mẫu tốt nhất. Cho nên là bê bối giáo dục rất là nhiều à, năm nay thì sẽ có sự khởi sắc một chút về ngành giáo dục, chúng ta cũng mong điều đó ha, con em của chúng ta mà à, cho nên những cái ngành về hành mộc vậy thì nó cũng sẽ phát triển tốt. Bạn nào mà có ý định đầu tư về rau sạch thì các bạn kết hợp với ngành thổ, ngành mộc, nghĩa là nông nghiệp và thuần về rau sạch à, nghĩa là à, các bạn có thể cung ứng rau sạch đó cho các nhà hàng, hoặc là các bạn đóng gói, các bạn tạo thành một cái thương hiệu gì đó à, để các bạn bán cho dân giàu cũng được, đúng không? Mình sẽ bán cho dân giàu thôi, dân có tiền người ta ăn mắc, bó rau bên ngoài 5.000, ở đây bó rau tôi trồng là phân hữu cơ, phân không có cái dạng hóa học, không có phun thuốc từ sâu gì hết, tôi bán 20.000 bó, ăn không à, làm những cái chiến dịch marketing về cái đó. Thì tôi nghĩ hành mộc cũng sẽ rất là dễ sống vì cái nhu cầu rau sạch à, thực phẩm sạch hiện giờ đang tăng cao, rất là cao. Và bạn nào khéo làm thì năm nay sẽ rất là tốt à, tầm 6/10 à, cho nên cuối cùng còn lại thì xếp hạng là thổ, là người nào có dùng thần thổ là tốt nhất, nhưng ngành thổ là tốt nhất, thổ rồi tới ngành kim đó, ngành kim xong là tới ngành ngành thủy hả, nãy giờ chưa nói hành thủy nè, là năm nay hành thủy thì sao các bạn? Hành thủy thì thổ khắc thủy, là cái chữ kỷ nó khắc thủy đó. Nhưng mà trong cái chữ hợi thì có dương thủy và mộc, có nghĩa là nó được sanh xong là lại bị hút đi à, như vậy vừa bị khắc vừa bị sinh vừa bị hút đi, như vậy thì cái hành thủy nó làm việc rất là năng suất, nghĩa là liên tục, giống công nhân mà làm tăng ca vậy các bạn. Cho nên cái người mà hành thủy sẽ có cái tố chất họ bị tương đối là họ cảm thấy mệt mỏi, nó dục thân thủy nên khó nhận được sự giúp đỡ từ hành thủy ở trong năm nay. Cho nên là tôi chấm hành thủy là tầm ngang với hành quả 5/10 à, sắp có cái chỗ đó 4.5/10 cảm giác tôi là như vậy à. Nó tóm gọn lại là những người nào có những hành sau đây nó sẽ rất tốt, là hành thổ, tiếp tới là hành kim à, tiếp tới là ngành mộc đó, rồi quả với thủy là sau cùng đó, là ngang bằng với nhau đó. Sau khi chúng ta học được hết những cái bức tranh chung tổng thể như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được rất rõ những cái livestream về sau để mà học nó dễ dàng hơn ha các bạn ha. Nói như vậy các bạn xem nãy giờ thì các bạn cũng đã thấy được ít nhất là mình cũng đã có một cái bức tranh ở trong đầu của mình
về đầu tư cái gì. Thì tất nhiên về ngành thổ chẳng hạn, thì chúng ta phải tìm những con người nào mà thiếu thổ hoặc là họ có dục thần là thổ, thì khi mình làm ăn đầu tư đất đai với người đó thì nó sẽ càng tốt hơn. Chứ mà cái kỵ thần mình là thổ thì dù cái năm này nó tốt về thổ đi chăng nữa thì mình mà đi đầu tư về ngành bất động sản nó cũng sẽ rất là khó ăn, chứ không phải ai cũng ăn được đâu nha. Cho nên nó muốn biết mình kỵ thần hay là dụng thần thổ. Nếu mình kỵ thổ thì mình đừng làm, mình làm cái khác, mình có thể làm thành kim chẳng hạn vậy, thì nó sẽ đại đỡ hơn cho các bạn. Mà muốn biết được như vậy thì chỉ có xin đi chấm ra thôi. Thì các bạn hãy liên hệ ở trong cái fanpage này, làm đúng theo những gì Zenmi nói để có được cái sự tư vấn nhanh nhất. Đừng có cố gắng tiếp cận, đừng có cố gắng tiếp cận một cái cách mà nó hơi giang hồ, cần chạy thẳng tới thầy để mà gặp tận mặt nữa. Thầy không bao giờ gặp đâu, thẳng luôn. Vì ngay cả những cái việc rất nhỏ là làm theo những cái hướng dẫn đơn giản trên Facebook còn không làm được, thì các bạn sau nghe được những lời của tôi khuyên các bạn làm nó phức tạp hơn nữa, đúng không? Kêu inbox Facebook đi không chịu, kêu tạo Facebook đi cũng không chịu, kêu chờ đi cũng không chịu chờ, cái gì cũng muốn nhanh cũng muốn kia hết, thì các bạn sẽ thất bại không chỉ trong việc cải vận mà cả cuộc đời các bạn. Những cái việc nào quan trọng các bạn rất dễ bị sai lầm vì các bạn không có sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại là tố chất rất tốt cho tất cả thành công của con người, không chỉ riêng về mặt phong thủy hay không, mà tất cả trong cuộc sống của chúng ta, từ tình cảm cho đến kinh doanh cho đến quan hệ gia đình, cái sự nhẫn nại đó là tố chất của một thánh nhân. Con đường trở thành thánh, không có vị thánh nào mà không kiên nhẫn hết, nhớ nha. Đó, do đó chúng ta tập cái nhẫn nại là chúng ta đang bước đi trên con đường của những bậc thánh nhân. Chúng ta nhiều khi cũng chỉ bằng giống tôi, bằng một cọng lông của họ thôi. Có thể trên một cái cọng lông cắt ra 10 phần thì tôi chỉ bằng một trong 10 phần nhỏ đó trên thân của Ngài Thích Ca Mâu Ni thôi các bạn. Mình rất nhỏ bé, thậm chí một hạt bụi trên cọng lông nữa tôi cũng chưa bằng các vị Bồ Tát đó nữa. Cho nên á, nhưng mà mình ít nhất mình cũng là dính trên người của họ, đỡ hơn dính ở đâu, dính trong thùng rác đúng không? Cho nên chúng ta thà là một hạt bụi đi theo hướng của một vị thánh còn hơn là chúng ta là trong cái thứ dứt đi. Do đó cái sự nhẫn nại chính là hạt bụi, nhưng nó đáng để chúng ta theo vì nó sẽ đem lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống và gần nhất là có thể được tôi tư vấn ha. Do đó các bạn hãy cố gắng nhẫn nại đi, nhẫn nại giùm, nhớ nha. Đó thì vừa rồi đó là cái video clip để cho các bạn thấy được cái tổng quan của cái năm 2019 này như thế nào, năm Kỷ Hợi này như thế nào. Đó, nên xem đi xem lại cái video này trước khi xem những cái video xem tuổi của tôi vào những cái ngày kế tiếp ha. Để chi? Để cho các bạn ngắm rõ cái tượng hình của năm nay thì các bạn sẽ nghe rất là dễ hiểu. Đó, nhớ nha. Đó thì xin cảm ơn các bạn đã bình luận. Thì những cái bạn nào mà bình luận tích cực ở bên dưới, like, share này nọ, tất nhiên các bạn sẽ nhận được những phần quà của mình. Có thể là không phải hôm nay, nhưng mà ngày mai hoặc ngày mốt thì kia thì sao? Bởi vì tôi sẽ nhìn tổng quan cái sự tương tác của các bạn từ trước giờ luôn, chứ không phải là mới đây nữa. Hả? Bởi vì tôi luôn luôn theo dõi những cái tương tác ở trên cái Facebook của mình. YouTube tôi ít coi, nhưng Facebook thì tôi coi nhiều. Đó, do đó thì các bạn đừng nghĩ rằng là thầy không biết, thầy biết hết. Thầy nhìn, thầy xem biết ai như thế nào. Fan cứng, cái nhiều loại fan cứng. Fan cứng đơn giản là các bạn comment, bình luận nhiều thì nó lên fan cứng thôi. Nhiều khi anti fan nó bình luận nhiều nó cũng lên fan cứng nữa. Do đó là trong fan cứng cũng có nhiều loại. Thì qua cái cách mà inbox nói chuyện riêng với thầy thì thầy cũng sẽ biết được là từng loại như thế nào. Hoặc là tham gia bình luận ở trên đây thì thầy biết cái thái độ người đó thật sự với thầy là như thế nào. Thì tất nhiên sẽ có cái sự đối xử tương xứng ha. Khi mình tôn trọng một người nào đó thì tất nhiên người ta cũng sẽ tôn trọng mình. Đó là với những người có lòng tự trọng thì người ta sẽ đối xử với mình như vậy. Còn đối với những người mà không có lòng tự trọng thì tất nhiên mình đối xử với họ tốt cỡ nào thì họ cũng sẽ phản bội mình thôi. Đó. Do đó một cái bài học đầu năm là vậy ha. Đó nên xin cảm ơn các bạn đã xem video này và hãy đón xem các video kế tiếp để có thể hiểu rõ hơn về những cái tuổi của năm nay. Có thể là mình xem xong mình nói cho bạn mình, những người mà chưa xem thì họ cũng sẽ mang lại cái lợi ích, cái phước đức cho bản thân mình ha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Cung hỷ phát tài ha.
Ha ha ha.